Rồi, nào đọc cho cô nào. Để bài học hôm nay là gì Hải sáng? Cho cô tiêu đề bằng tiếng Việt nào. À, dạ thưa cô, là đây có phải là nước không? Đây có phải là nước không? Ok. Rồi, Nhật đọc thế nào? Dương sáng. Korewa mizu desu ka? Korewa mizu desu ka? Rồi, đúng rồi. Mizu là gì? Là nước. Mizu là nước, đúng rồi. Korewa mizu desu ka? Đây là câu hỏi. Có trợ từ ka ở đằng sau nhé. Các em học ở trình độ sơ cấp thì có chữ khác ở cuối câu là để câu hỏi. Tiếng Việt chúng ta là có chữ không ở đằng sau ấy. Đây có phải là nước không? Chị có ăn cơm không? Đó. Thì cái chữ từ khá tương đương với từ không ở cuối câu trong câu hỏi của tiếng Việt. Rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ ôn lại. Mục đích bài học ngày hôm nay là gì? Nói được câu xác nhận có phải cái gì đó hay không. Rồi ví dụ như là chúng ta đi ra nước ngoài thấy rất là nhiều người nhìn nhìn hao hao có vẻ giống chúng ta, sẽ lại gần hỏi là chị có phải người Việt Nam không? Ok, đó. Hoặc là bạn Bình chẳng hạn, bạn ấy ra Hà Nội xong bạn thấy có những người nói giống mình chẳng hạn, bạn sẽ trả lại gần hỏi là chị có phải từ Đồng Nai đến không? Ok, rồi chúng ta ôn lại từ vựng một chút nhá. Những cái này chúng ta nếu xem video là các bạn biết rồi nào. Đọc cho cô kore. Các bạn bật mic lên đọc cho cô kore. Kore. Có nhớ nó là cái gì không? Mizu. À không, kore là chỉ vào khi mà mình đứng gần một vật gì đó mình chỉ đây là cái này là nhá. Mizu. Mizu. Rồi, mizu là biết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Cái này là đọc cho cô nào. Ừ. Sapu. Ừ, đọc cho cô. Sam tự. Đọc cho cô. Sam tự. Sam tự. Sam tự. Sam tự. Ừ. Hải phải bật mic lên nào Hoàng Hải. Bật mic lên thì mới học được nào. Sam tự. Sam tự. Ok. Rồi, cái này là Osake. Osake. Ừ, Osake. Osake biết rồi đúng không? Ừ, rồi, tiếp theo. Cola. Cola. Cola, Coca-Cola đọc là cola. Cola. Rồi, nước này nước gì? Igiris. Igiris. Thai. Igiris. Thai. Thai. Ừ, Thai. Còn nhớ không? Bài số 2 học rồi đấy. Thai là gì? Thái Lan. Thái Lan. Ok. Nào, nước này nước gì? Đôi sự. Nước ok. Rồi tiếp theo. France. 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 Brazil. Rồi đọc cho cô Brazil. 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 Brazil, ok. Hải bật bật mic lên em. Brazil. Rồi. Tiếp theo, chữ này đọc là gì? Hai shine. Hai shine. Hai shine. Là gì? Nhân viên văn phòng. Ok. Tiếp theo, engineer. Engineer. Là gì? Kỹ sư. Kỹ sư, ok. Rồi. Đấy là phần từ vựng. Chúng ta nhắc lại một chút về ngữ pháp nhé. Câu phủ định danh từ. Chúng ta sẽ có N1 và N2 dạ arimasen. Trong đó N1, N2 là danh từ. Dạ arimasen tương đương với tiếng Việt là không phải là. Ví dụ chúng ta nói là tôi không phải người Việt Nam. Tôi là gì? Các bạn học chưa? Tôi là gì? Watashi. Rồi đi với trợ từ wa. Wa ở đây đóng vai trò là trợ từ. Bình thường các bạn đọc là ha chẳng hạn. Ha hi hư hề hộ. Nhưng ở đây wa đóng vai trò là trợ từ. Ha đóng vai trò là từ đọc là wa. Đọc là wa. Watashi wa. Người Việt Nam là gì? Bài số 2 học rồi đấy. Betonamu chin. Betonamu chin. Rồi không phải. Ha. Arimasen. Arimasen. Đúng rồi, ok. Watashi wa Betonamu.
nhưng cha arimasen, tôi không phải là người Việt Nam đó. Tiếng Việt chúng ta là cấu trúc nó khác đúng không? N1 đứng một đầu, N2 đứng một đầu đúng không? Đó. Tôi đứng đây, người Việt Nam đứng đây, tức là hai cái danh từ đứng ở hai đầu câu. Đó, một cái đứng ở đầu câu, một cái đứng ở đuôi câu, và chứ không phải thì đứng ở giữa. Tiếng Nhật thì lại ngược lại. N1 wa N2 cha arimasen. Nào, anh này sẽ nói thế nào? Anh này là gì? Trang phục gì đấy các bạn? Bác sĩ. Rồi, và đây là dấu bắt sự, dấu gạch chéo này là không phải. Một người mà cầm cái thước với cả quyển sách này thường là làm nghề gì? Sensei. Sensei, đúng rồi. Sensei là giáo viên, nhưng từ sensei thì để... chỉ để người khác gọi mình thôi. Đó, ví dụ các em gọi cô là sensei. Còn cô nói về bản thân mình thì sẽ không dùng từ sensei mà dùng từ gì? Kyoshi. Kyoshi, đúng rồi. Kyoshi. Đó, ví dụ ai đó nhìn thấy anh ấy đeo kính, trông rất là nghiêm túc, liền hỏi là anh có phải giáo viên không? Anh ấy bảo, không, tôi không phải giáo viên đâu. Sẽ nói thế nào? Watashi wa kyoshi za arimasen. Ok, này, hai. Ví dụ bạn Hải Dương này, có nhiều người nhìn thấy bạn là giống người Nhật, sẽ hỏi là, ơ, thế chị là người Nhật à? Ví dụ bạn đi Nhật 3 năm về, cứ thấy suốt ngày xì xồ tiếng Nhật, thôi mọi người sẽ là, ơ, thế chị là người Nhật à? Bạn sẽ nói là, không, tôi không phải người Nhật, nói nào. Dương. Ta sẽ qua Nihonjin za arimasen.私は日本人じゃありません。そうですね。はい、私は日本人じゃありません。 Thế bạn Bình, bạn Bình có phải là cô giáo không? Không.私は美容師じゃありません。 Nào bạn Hoàng Hải, Hoàng Hải có phải là nhân viên công ty không? Nói nào Hải. Nhân viên công ty lúc này chúng ta học là từ gì nhỉ? Kaishain. Kaishain. Nào Hải nói thế nào? Không nhớ đúng không? Ok, rồi không sao. Hải lần sau xem bài trước nhá. Đó là lúc nãy là câu phủ định. Còn đây là câu nghi vấn. Đó, lúc nãy là câu phủ định là không phải, nhưng bây giờ là câu nghi vấn. Nào, N1 có phải là N2 không? Cô ơi, cho em đổi đáp nha cô. Ok. N1 có phải N2 không? Lúc nãy như hỏi là hỏi bạn Dương là thì Dương có phải là người Nhật không? Nếu đúng ra thì là hai. N2 des là cái chúng ta đang nghi vấn ấy. Ví dụ là Dương phản là Nihon jin desu ka? Nếu đúng thì Dương trả lời là hai. Nihon jin desu. Hoặc là hai. So desu. Còn nếu không đúng trả lời nào? Iie. N2 dạ arimasen. Nhớ nhá. Các bạn nhớ này, câu khẳng định là nói là hay. Cô hay. 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 Và phủ định là iie. Iie. Rồi ok, sau đó sẽ phủ định nhá. Rồi, chúng ta sẽ xem một số mẫu ví dụ này. Nào câu hỏi nào, anh ấy có phải, nào đọc cho cô nào. Ê, Bình Sàng đọc cho cô nào. Karewa kaisha in desu ka? Các bạn có nhớ lúc nãy cô nói là trận từ a cuối câu dùng để làm gì không? Không phải không. À, biểu thị câu hỏi đúng không? Biểu thị câu hỏi. Karewa kaisha in desu ka? Ở đây N1 là ai nhỉ? N1. Kare. Đúng rồi. N1. N2 là gì? Kaisha in. Kaisha in, đây chính là N2, ok. Đấy ba, kaisha in desu ka? Thì có phải là nhân viên công ty không nhỉ? Anh ấy là đang ngồi với máy tính và nghe điện thoại và ghi chép chép này, có đúng là nhân viên công ty không? Các em đoán xem. Nếu phải thì trả lời thế nào? Nếu phải trả lời thế nào? Hai. Nữa. Chúng ta vừa học xong hai gì? Kaisha in desu ka? À, kaisha in desu. Nhớ nhá. Nếu mà đúng thì phải là hay và nhớ nhá. Câu khẳng định của chúng ta là this. Câu hỏi thôi. Nào chúng ta thử xem nha. Xem có đúng không nha. Xem anh có phải là cái xanh không nha.
会社員ですか？Nào, bây giờ chúng ta nghe một đoạn hội thoại nhé. Các bạn chú ý nghe này. これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか？はい、本です。Rồi, các bạn nói cho cô biết là trong đoạn hội thoại này có mấy người? Có hai người, rồi. Ok, một người đàn ông và một người đàn bà, một người phụ nữ và một người đàn ông, ok. Bạn nghe được những gì? Sake, rượu, nó có phải là rượu không? Ừ, sake là rượu, gì nữa? Một người hỏi là đây có phải là nước không? Anh kia chẳng là rượu. Đó là rượu. Oh, ok. Nghe lại lần nữa xem đúng không nhá. これは水ですか? いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか? はい、本です。Con biết là quyển sách, có phải quyển sách không? Và đó là quyển sách. Em đợi cô một chút, có bạn bây giờ mới hỏi đến Linh học, đợi để cô gửi cho bạn ấy. Nào, thì bây giờ nghe từng câu với cô nha. これは水ですか? これは? Gì? Dương nghe được gì? これは gì? Mizu desu ka? Mizu là? Nước. Là nước. Ừ, đây có phải nước không? Ok, nghe tiếp nào. Iie, kore wa mizu ja arimasen. Gì đấy, bình? À, đây không phải là nước. Nhưng mà em nhắc lại tiếng Nhật cho cô nào. Iie, kore wa mizu. À, mizu ja arimasen. Đúng rồi, kore wa mizu ja arimasen. Các em nhớ nhá, kore là rất là gần người nói đó. Kore wa mizu desu ka? Và người kia cũng dùng kore, tức là hai người đều ở rất là gần cái chai đó. Kore wa mizu desu ka? Iie, mizu. Kore wa mizu ja arimasen. Rồi, tức là nó có phải là nước không? Có phải nước không? Không phải. Rồi, tiếp theo. Osake desu. Đây là rượu. Sake. Ừ, osake desu. Kore wa mizu desu ka? Iie, mizu ja arimasen. Osake desu. Đúng không? Nào, nghe tiếp nào. そうですか。じゃ、これは本ですか。そうですか。そうですか。Đây là một câu đệm thôi. Đó, để biểu thị cái cảm xúc này. そうですか。Tiếng Việt là thế à? Ồ. Đây có phải là nước không? Không, đây không phải nước. Thế à? Rồi, câu tiếp theo, người phụ nữ hỏi gì nhỉ? Có phải là sách không? Ừ. 本ですか。はい。じゃ、これは本ですか。あ、これは本ですか。Dạ, đúng rồi, câu thế à? Thế thì, có đây là hôn desu ka? Đây có phải là sách không? Hai, hôn desu. Có đây là mizu. Hôn desu, có phải không? Phải. Rồi, đó là câu khẳng định. Đấy, bài này chỉ có hai cái câu hỏi để khẳng định và phủ định. Nào, bây giờ các bạn nghe từng câu nhắc lại cho cô nha. Dạ, bật mic cho cô nào. Có đây là mizu desu ka? Có đây là mizu desu ka? Có đây là mizu desu ka? いいえ、これは水じゃありません。いいえ、これは水じゃありません。ありません。Rồi, nhắc lại cho cô nào, bạn Hải Dương bật mic lên nói chuyện nào. お酒です。お酒です。お酒です。Tiếp theo. そうですか。そうですか。そうですか。うん、だせこ。そうですか。そうですか。うん、じゃ、これは本ですか。これは?じゃ、これは?じゃ、これは?本ですか?うん。これは?はい、本です。はい、これは水です。ね、はい。じゃ、本です。なお。Bây giờ bạn nghe và điền vào chỗ trống cho cô nha. Số 1, số 2, số 3. Là cái gì? Các em thấy có 2 chỗ điền là số 1.
một chỗ điền là số 2, hai chỗ điền là số 3. Nào, bây giờ nghe lại nào, xong là điền cho cô, là nói cho cô số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì. Ok, có giấy bút ở đó chưa? Dạ rồi cô. Rồi, ok, nào nghe nào. これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか？はい、本です。OK、3票。Rồi, はい。Now, số 1 là gì? 瓶。水。うん、số 2 là gì? 瓶。水。số 2, 水。số 3 là gì? お酒。お酒。そうですか。nghe lại nhé. Now, nghe lại. Bạn Dương nghe lại cho cô nào. これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか？はい、本です。はい、バツの答えどうやん？か。は、そうですか。なあ、げらいじゃこうな。げらいにゃ、ぶんげな。これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか？はい、本です。Rồi, nó là thế này Dương nè. Korea Mizu desu ka? Nào bây giờ hai bạn đóng vai, một người là A, một người là B, đọc cho cô nào. Ê, bạn Bình là A, bạn Dương là B cho cô nào. Bắt đầu nào. Hey, kore wa mizu desu ka? Iie, kore wa mizu sa arimasen. Tiếp. Tiếp Dương, câu của em còn đến đây nè. Em đọc đến Osaka desu. Đúng rồi, nó vẫn trên dòng của em nè. Nào. Đã đọc xong rồi mà cô. Đã đọc đến Osaka đâu. Câu của em dài này. Korewa... Bạn A, bạn hỏi là Korewa mizu desu ka? Đây là nước à? Em trả lời Iie, Korewa mizu ja arimasen. Không, không phải nước đâu, Osaka. Em đọc đến đây mới hết phần của em này. Làm lại, bình sẵn cả lại. Korewa mizu desu ka? Iie, Korewa mizu ja arimasen. Osaka desu. So desu ka? Ja. これは本ですか？はい、本です。うん、いいですね。はい、では、チェンズ。態度、スーンさんは A、リンさんは B。これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか？あ、じゃあ、これは本ですか？はい、本です。うん、いいですね。はい。Nào, thay thế các từ và đoạn hội thoại. Chúng ta có số 1, số 2, số 3 rồi. Đọc cho cô Abura. 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 Ừ, Abura là gì biết không? Abura. Em video rồi không nhớ đúng không? Abura là dầu, dầu ăn. Dầu ăn. Ờ, rồi tiếp theo. Số 2 đọc là sự. Sự. Sự là gì? Tôi là giấm. Giấm, rồi ok. Sam tử. Sam tử là dầu gội. Dầu gội, ok, đúng rồi. Nào, bây giờ nhiệm vụ của các bạn là gì? Thay thế số 1 và số 1, số 2 và số 2, số 3 và số 3. Ý desu ka? Hải ơi, em đã biết đọc những chữ này chưa? Thuộc chữ cái chưa? Dạ rồi. À, ok. Thế em làm được bài này không? Làm được ha. Một là Abura, em điền vào số 1 này. Đó, kore wa, số 1 điền vào đây này. Iie, kore wa, lại số 1 điền vào đây này. Đến chỗ nào có số 2, mình điền số 2 và mình đọc nhá. Ok. Rồi, bây giờ Hoàng Hải là A, bạn Bình là B. Nào, Hoàng Hải làm trước cho cô nào. Kore wa. Kore wa. Kore wa o. A. Abura. 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 Kore wa abura. Desu ka? Đọc hết được câu em. Desu ka. Đọc lại cho cô nào cô nhá. Cô đọc trước và Hải đọc sau nhé. Kore wa abura desu ka? Kore wa abura desu ka? Ok. Iie. Kore wa abura ja arimasen. Sự desu. Hải. Hải đọc tiếp nào. So desu.
đến thứ hai học là so desu ka. So desu ka. Dạ. Học là dạ. Dạ. Kore wa. Kore wa. Ba đọc là shampoo desu ka. Shampoo desu ka. Hey, shampoo desu. Hai, shampoo desu. Ii desu ne. Hai, arigatou. Nào, bây giờ bạn Đình à, Sương à, B, ii desu ka? Kore wa abura desu ka? Iie, kore wa abura ja arimasen, su desu. So desu ka? Ja, kore wa shampoo desu ka? Hai, shampoo desu. はい、サンプルです。いいですね。はい。じゃあ、皆さん、これはメガネですか？これ、ビットないか？メガネ。ラキキン。これはメガネですか？メガネですか？これはメガネですか？これはメガネですか？これはメガネですか？はい。はい。メガネです。メガネです。はい。じゃあ、これはメガネですか？はい。そうです、はい、すごい、はい、そうです、うん、メガネ、ニョニャ、メガネね、はい、じゃあ、皆さん、これはメガネですか？いいえ、いいえ、あ、じゃあ、ありません。メガネじゃありません。そうですね、メガネじゃありません。はい、いいですね。はい、これは本ですか？はい、本です。はい、本です。これは本ですか？これは本ですか？いいえ、いいえ、これは本じゃありません。本じゃありません。そうですね、はい。 Now, bây giờ nhéShadowing thì chắc là bạn nào, bạn Dương học với cô buổi trước rồi biết thế nào là shadowing đúng không? Shadowing là các bạn đọc theo băng, đọc ngay lập tức nhé, đọc sau người ta. Bình thường là các em đọc là kore wa mizu desu ka, cô giáo đọc xong cô giáo dừng, các em mới lại kore wa mizu desu ka. Nhưng shadowing là gì? Là các em đọc ngay sau cái băng luôn. Nào, ví dụ cô làm mẫu cho các em nhé. Đọc để làm gì? Để chúng ta quen với tốc độ đọc. Kore wa mizu desu ka?いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか。はい、本です。ハロウィンが似てるね。なあ、OK。tập đọc trước đi nào, đọc thầm thầm trong miệng trước, quen đi, xong rồi cô sẽ bật băng nào.Không chưa? Hải nào? Hải, Dương, Bình, bật mic lên nào. Chúng ta bắt đầu nha. Nào, Hải nào? Bật mic cho cô nào. Em bắt đầu là chưa quen, đọc chậm hơn, không sao, dần dần mình sẽ quen. Hải, bật mic lên. Hải. Hải, bật mic chưa? Nào, bắt đầu. Một, hai, ba. これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。お酒です。そうですか？じゃ、これは本ですか？はい、本です。Sao mình không đọc hết lại lần nữa nhá? Không quen không sao, em chưa đọc hết được không sao nhá? Đọc tiếp nào. Hải bật mic lên chứ, Hải bật mic lên đọc theo cô nào. Bật theo băng nào. Hải, Hải, Hải nghe thấy tiếng cô không? Hải có nghe thấy tiếng cô không? Thế nào đi, thế nào? Thế internet nhà Hải có vấn đề rồi, không thấy nói gì. これは水ですか？いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか？はい、本です。はい、本です。OK、ビーチは、làm lại lần nữa nha、cho quen nha。はい。Rồi, dần dần thì cơ miệng của chúng ta sẽ linh hoạt hơn và các em sẽ nói nó quen hơn nhé. Mới đầu chưa quen, có thể hơi ngại, đừng ngại. Đó. Không được ngại. Chắc là nếu mà các em là quên mất cái thời bé của mình như nào rồi thì quan sát các em bé. Đó. Một chữ, một từ...muốn nó thành của mình, các em phải được lặp đi lặp lại từ 16 đến 25 lần.
Em hiểu không? Một em bé khi mà học một chữ nói suốt ngày, bao giờ quen thì thôi chúng ta cũng thế. Nào, Tường bật mic, Hải bật mic, nào lại bắt đầu. これは水ですか?いいえ、これは水じゃありません。お酒です。そうですか。じゃ、これは本ですか?はい、本です。はい、本です。はい。Rồi, dần dần quen nhá. Nào, đến đoạn hội thoại thứ hai, các em nghe cho cô xem người ta nói gì nào. はじめまして、ジャックです。どうぞ、よろしくお願いします。はじめまして、マイクです。どうぞ、よろしくお願いします。ジャックさんはイギリス人ですか?いいえ、イギリス人じゃありません。ドイツ人です。マイクさんはブラジル人ですか?はい、そうです。会社員ですか?いいえ、エンジニアです。ジャックさんは留学生ですか?いいえ、留学生じゃありません。実習生です。そうですか。Nào, nói cho cô, đoạn hội thoại này có mấy người? Người. Mấy? Có hai người. Ừ. Những danh từ nào được nhắc trong đoạn hội thoại này? Những danh từ chỉ nghề nghiệp nào được nhắc đến trong đoạn hội thoại này? Guy Shine. Guy Shine, gì nữa? Engineer. Engineer. Dịch siêu xe. Dịch siêu xe. Dương 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 nhìn cô này đọc là dịch siêu xe. Dịch siêu xe. E kéo dài ra dịch siêu xe. Siêu. Ừ, rồi nhá. Bây giờ là các em mới học cho nên là mình đọc cho nó cẩn thận. Bởi vì là nếu các em đọc không cẩn thận thì sau này nó cứ theo mình suốt á. Đó. Các em biết tại sao mà một đứa trẻ mà bố mẹ đều là người miền Bắc nhưng nếu sống trong miền Nam thì lại nói tiếng miền Nam không? Bởi vì ngay từ bé khi sinh ra những người xung quanh đã nói như thế và các bạn ấy sẽ lặp lại như thế và các bạn sẽ quen, cho nên khi mới học á, cái phát âm sai cô giáo sửa thì đừng ngại nhé. Chịu khó sửa để sau này mình nói tiếng Nhật tốt. Dì siêu xe. Nào nghe lại lần nữa nhá. Nghe lại nhá, lần này chú ý cho cô này. Có hai nhân vật rồi, ok, đúng là chỉ có hai nhân vật. Nhưng mà xem những danh từ nào được nhắc đến và những mẫu câu nào được sử dụng. はじめまして、ジャックです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、マイクです。どうぞよろしくお願いします。ジャックさんはイギリス人ですか?いいえ、イギリス人じゃありません。ドイツ人です。マイクさんはブラジル人ですか?はい、そうです。会社員ですか?いいえ、エンジニアです。ジャックさんは留学生ですか?いいえ、留学生じゃありません。実習生です。そうですか。Ok, rồi, có những nghề nghiệp nào được nhắc đến? Engineer. Engineer, rồi. Cái xe. Xe. Ok, rồi, kể hết rồi đấy. Thế có những quốc tịch nào được nhắc đến? Brazil. Brazil, rồi, gì nữa? Đại tổ. Đức. Đối chữ. Đối chữ, gì nữa? Philippines. Ý ghi đi sự kiện có đúng không nhá? Nào nghe đến hai lần rồi, lần này nào, lần này cô sẽ dừng từng câu cho các em nghe nhá. Chú vào, nếu có giấy bút thì ghi chú lại. Đấy, A B A B A B là các em sẽ nhớ được nào. はじめまして、ジャックです。Cô này vừa nói gì? Dương. Bật mic, bật mic. Cô ấy chào gì nhỉ? はじめまして, gì nữa? Watashi Jack desu. Watashi Jack desu. Nhưng người ta không nói watashi. Hajimemashite, Jack desu. Xin chào, tôi là Jack. Rồi, nghe tiếp nha. Rồi, đó. Trong giao tiếp người Việt chúng ta, nếu mà các em bỏ chủ ngữ thì rất là mất lịch sự. Nhưng mà người Nhật thì lại không coi đó là mất lịch sự. Mất lịch sự hay không, nó phụ thuộc vào cái cách sử dụng từ. Đó. Các em cứ dùng desu là lịch sự rồi nha. Hajimemashite Jack desu. Xin chào Jack đây. Như người Việt thì không nói thế. Chào các anh chị ạ, em là Jack thì mới được. Đó, tiếng Nhật là Hajimemashite Jack desu. Nào, nghe tiếp nào. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Nghe được gì đấy, Bình? Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Câu này các em quen rồi đúng không? Rồi, rất mong được giúp đỡ hoặc rất mong được chiếu cố. Nào.
はじめです。どうぞよろしくお願いします。はい、ngay xem bạn này nói gì nè。はじめまして、マイクです。Đi đây. Chào lại.Rồi, nhưng mà chào thế nào? Hajimemashite gì? Mike desu. Mike desu. Đó. Mike là anh Mike. Viết là Mike đó. Mike desu. Dōzo, yoroshiku onegai shimasu. Dōzo gì? Dōzo, yoroshiku onegai shimasu. Ừ, rồi là gì? Đó, các em thấy không? Người ta chào nhau, gặp nhau lần đầu tiên là Hajimemashite, rồi nói tên, rồi Dōzo, yoroshiku onegai shimasu. Đấy. Nếu bây giờ chúng ta gặp nhau lần đầu thì chúng ta sẽ chào nào Bình nhỉ? Chào nào nhỉ? はじめまして。ビンです。ビンです。どうぞよろしくお願いします。そうですね。ズーン、せちゃうでな。はじめまして。ズーンです。どうぞよろしくお願いします。そうですね。はい、はい、nghe được cô không? はい、マッキーラックは、nếu nghe được thì trả lời cô nào? không nghe được, đúng không? OK, rồi, nghe tiếp nha。ジャックさんはイギリス人ですか?Rồi, anh ấy hỏi là gì? Câu nghi vấn đó. Tôi có phải là người Anh không? Ừ, hỏi nào. Jack-san wa Igirisu jin desu ka? Đó, nhắc lại tiếng Nhật cho cô nào. Jack-san wa Igirisu jin desu ka? Anh chị Jack có phải là người Anh không? Rồi, ok, nghe tiếp nào. Iie, Igirisu jin ja arimasen. Rồi, Jack đã sử dụng một câu phủ định là gì? Iie, gì nữa? Igirisu jin ja arimasen. Rồi, ok. Igirisu jin ja arimasen. Rồi, nghe xem chị trả lời chị là người nước nào nha. Doitsu jin desu. Chị là người nước nào? Nước Đức. Doitsu jin desu. So desu ne. Mike-san wa Brazil jin desu ka? Mike-san.マイクさんはブラジル人ですか ?OK。là người nước nào? Chị hỏi gì? Thì mai anh là người? Nước Brazil hả? À, anh là người Brazil à? OK. Xem anh Mai anh trả lời đúng hay không nhá. Nếu đúng thì trả lời thế nào nhỉ? Hay. Hay, so để hay Brazil gì đến. Nếu không đúng nói là? Ie. Ie. Brazil gìn dạ. Brazil.Dạ. À đi mà xem. Rồi, nghe xem anh Mai anh đúng hay không đúng nhá. Hay, so desu. Hay, hay, so desu. Hay, so desu. So kéo dài ra các em đọc là hay, so desu. Này. Hay, hay, so desu. Vâng, đúng rồi ạ. Nào nghe tiếp nào. Rồi, ok. Xem hỏi gì nữa nhá. 会社員ですか? 会社員ですか?会社員ですか? Rồi, Dương nghe được không? 会社員ですか? Là gì? Anh làm việc ở công ty à? いいえ、エンジニアです。いいえ、エンジニアです。エンジニアです。Anh ấy không phải nhân viên văn phòng mà là một kỹ sư. エンジニアです。ジャックさんは留学生ですか? ジャックさんは学生ですか? À, 学生。留学生ですか? 留学生。Du học sinh.いいえ、留学生じゃありません。いいえ、留学生じゃありません。だ。ちじゃち、否定、không、と、không phải là du học sinh。rồi。実習生です。実習生です。実習生です。うん、ち khẳng định、ấy là gì? 実習生。うん、うん、rồi。あ、bạn Bình với bạn Dương、sau này sang Nhật sẽ nói là tôi là thực tập sinh, nói thế nào?私は実習生です。私は実習生です。私は実習生です。実習生じゃありません。実習生です。留学生じゃありません。Du học sinh là lưu, lưu đọc là đọc cho đọc chữ L cứng lưỡi giống cô này. Lưu gạc xe dạ arimasen. Lưu. Lưu gạc xe arimasen. Dạ arimasen. Dạ arimasen. Rồi. Lưu gạc xe dạ arimasen. Dương nhớ nhá. Dương đọc là xe. Kéo dài là sen xe. Dương đọc theo cô sen xe. Dịch xe xe. Dịch xe. Lưu gạc xe.
rồi, lưu gạc xe. Các em có gặp từ mới không? Không đúng không? Toàn những từ biết rồi đúng không? Rồi, nào. Nghe lại nhá, nghe lại xem đúng không nào. Hajimemashite, Jack desu. Dōzo, yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, Mike desu. Dōzo, yoroshiku onegai shimasu. Jack san wa Igirisu jin desu ka? Iie, Igirisu jin ja arimasen. Doitsu jin desu. Mike san wa Brazilu jin desu ka? Hai, sou desu. Kaishain desu ka? Iie, enjiniya desu. Jack san wa ryūgakusei desu ka?いいえ、留学生じゃありません。実習生です。そうですか。うん、いいですか。なあ、bây giờ bạn Đình đóng vai A, bạn Dương đóng vai B cho cô nào。はじめまして。チェック。ジャックです。ジャックです。ジャックです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、マイクです。どうぞよろしくお願いします。ジャックさんは、ジャックさんは、ジャックさんは、ベトナム、イギリス人ですか?いいえ。イギリス人じゃありません。ドイツ人です。ドイツ人です。マイクさんは、マイクさんは、Brazil, đọc là Brazil. 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 Jin desu ka? Hai, sou desu. Kaisha in desu ka? Iie, engineer desu. Kaku-san wa ryūgakusei desu ka?いいえ、留学生じゃありません。留学生じゃありません。留学生じゃありません。留学生ありません。実習生です。実習生。実習生です。そうですか?そうですか?だからそうですか?そうですか?チェンジ。なあ、ビザ、ズンはア、ビンはベ。ラプチョコーナー。はじめまして。じゃあ、ジャックです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。マイクです。マイクです。どうぞよろしくお願いします。はい。ジャックさんは?ジャックさん。ジャックさんは、イギリス。イギリス人ですか?いいえ、イギリス。じゃありません。ドイツ人です。マイクさんはブラジル人ですか?はい、そうです。会社員ですか?いいえ。エンジニアです。ジャックさん、
Jakusan wa, đọc là wa. À, đây là trợ từ nhé. Jakusan wa. Jakusan wa. Wa ri. Niu gakuse desu ka? Niu gakuse desu ka? Iie, niu gakuse cha arimasen. Shu. Shu se desu. Shu se desu. So desu ka? So desu ka? So desu ne. Hai. Now. Ok, đó. Thì các bạn phải đọc đi đọc lại cho nó quen nhé. Ngay bây giờ các bạn shadowing chắc chắn là không shadowing được. Vậy cái này mình bỏ qua shadowing. Rồi, quay trở lại nhé. Các bạn nhìn thấy cái gì nào? Đoạn hội thoại mẫu này là người ta hỏi gì? Người ta là giới thiệu tên này của mình đúng không? Hai người đều giới thiệu tên, sau đó là hỏi đến cái gì? Iris Jin là hỏi gì? Hỏi gì về cái gì nào? Quốc tịch đúng không? Quốc tịch. Quốc giới thiệu tên rồi hỏi về quốc tịch của nhau, giới thiệu và hỏi quốc tịch của nhau, sau đó hỏi về cái gì? Nghề nghiệp. Ok, rồi. Bây giờ cô cho bạn bạn Phạm Hoàng Hải này là bạn ấy mạng có vấn đề, không nói chuyện được, không nghe được, cho nên là có thể nghe được mà không nói được. Vậy bây giờ Bình với cả Dương nhá, đúng mẫu này nhá, nhớ chưa? Đầu tiên là nhớ là giới thiệu tên, sau đó là gì? Quốc tịch. Xem nào. Chúng ta đang trong cùng một nước thì sẽ không rồi. Cái này hôm nay chả phải danh từ, nói xuất thân ở đâu cũng không được. Rồi, bây giờ Dương sẽ là người Nhật và Bình sẽ là người Việt Nam. Ideska. Rồi, nghề nghiệp thì tùy các em nhá. Rồi, giới thiệu tên, quốc tịch và nghề nghiệp. Rồi, cô cho hai bạn 5 phút. はじめまして。ベンです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。スーンです。どうぞよろしくお願いします。ベンさん、ベンさんは、ベトナム。ベトナムですか？はい、ベトナムです。ユンさんは日本人ですか？はい、そうです。会社員ですか？いいえ、学生です。いいえ。会社員じゃありません。会社員です。文さんは、文さんは、留学生ですか？はい、そうです。Isa, cô ơi, cái đổi lại hay chưa? Cô đi lên đi công việc rồi. Lại đi. Ok. Giờ mình hỏi ngược lại đi ha. Hajimemashite. Zoom desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite. Ben desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yung san wa Vietnamu jin desu ka? Iie, Vietnamu sha jin. じゃあ、あります。
日本人です。文さんはベトナム人ですか？はい、そうです。実用性。実習生là giáo viên hả hay là học sinh thực tập sinh nhé. Thực tập sinh là đúng rồi, thực siêu xây là thực tập sinh. Hay ですか? Dương sàn quá ryu gaku se ですか? いいえ、留学生じゃありません。実習生です。そうですか?ビンビン、ダフコーナー。そうですか?そうですか?うん、OK。セルゴイ、そうですか?そうですか?ですか。ですか。うん、OK。bạn Vương。Vương vẫn để đọc lại cho cô này。実習生。実習生。Rồi, đọc là xe, kéo dài nhé. Xe, kéo dài, không phải xây mà. 実習生。実習生。せ。実習生。うん、gọi cô là 先生。先生。OK, rồi, OK. 先生。うん、rồi, OK.Rồi. Nào tiếp theo chúng điền từ vào chỗ trống này để các bạn ôn lại ngữ pháp nhá. Nào, nhìn lên màn hình cho cô nào. Nào, cô đọc nhá. Một này, li sa ma liu ga ku se, cái gì đó arimasen. Chúng ta có A B C D, các em chọn cho cô một đáp án. Liu ga ku se, gì đó arimasen. Các em có nhớ hôm nay mình học mẫu ngữ pháp gì không? Một mẫu ngữ pháp khẳng định là this này. N1 và N2 this và mẫu phủ định là N1 và N2 cái gì đó dạ arimasen li sản li gạc xe là cái gì đó arimasen. Vậy chọn A B C D đi. OK, đọc cho cô Bình. Đọc hết luôn hả cô? Đọc hết. Đọc cái phần đi này đó, chọn đi thì em cho đi vào đây để đọc nào. Này li sản wa ju gạc xe arimasen. Dạ arimasen. Rồi, liu gakuse, đọc lại cho cô. Liu gakuse. Liu gakuse. OK, rồi. Dương đọc cho cô ở câu này nào. Liu gakuse. Ri-san wa liu gakuse sa arimasen. OK, rồi, tiếp theo. Ri-san wa liu gakuse sa arimasen. Nào, tiếp theo. Hai, これは cô là this. Nào, chúng ta chọn cái gì đằng sau nhỉ? Thông thường nếu như mà không có dấu chấm ở đây thì nó là thành một câu đầy đủ rồi đúng không? Ví dụ không có cái phần gạch này, đến dấu chấm đây là thành câu đầy đủ rồi này, đúng không? Này, đây là cô la, nhưng mà vì nó còn cái chỗ này, tức là chúng ta phải điền một chữ từ đó nào đó, thì các em điền cái gì? Hả? Coca-Cola ですか? Đây là câu nghi vấn đúng không? Đây có phải là Coca-Cola không? Đúng không? Thấy nó nông nông hỏi đấy phải Coca-Cola không? Đúng rồi, OK. Nào. Naoki xả vá cái gì đó? Nihon jin xả arimasen. Nào, các em chú ý nào. Cuối câu nó là gì? Yes. Vậy trước nó phải là gì? Một danh từ. À, một danh từ, đúng rồi. Vậy ở đây các em xem cái nào là một danh từ nào? Nihonjin. Thế á, Nihonjin, yes, có đẹp rồi. Có cho vào đây nữa không? Không. Rồi. Thế chọn cái gì? Chỉ là một danh từ thôi. Rồi, đi, xe, hai. Alo, chào mọi người nhé. Chào bạn. Phải vào muộn thế. Nãy giờ em vô rồi nhưng mà không biết xài. Rồi, bây giờ biết chưa? Dạ biết rồi, nãy giờ nhìn mọi người xài. Là gì? Dạ em tên Nguyễn. Rồi Nguyễn đi làm về muộn đó hả? Dạ.
Rồi Nguyễn đã học chữ cái chưa? Em học qua chữ cái rồi cô. Ừ, rồi ở đây là đang là bài 3 ở Go Japan, em đã học đến bài 3 chưa? Dạ em có coi video rồi. À, ok. Rồi ngoài coi video thì em phải làm bài tập thì mới nhớ được nhá. Nào bây giờ Nguyễn đọc cho cô câu 3 nào. Đọc cái ghép cái này vào đây, ghép đi vào đây nào. Naoki san wa nihonjin desu. Naoki san wa nihonjin desu. Ừ, câu này là gì? Câu này chính là một câu khẳng định. Anh Naoki có anh Naoki là người Nhật. Oh, ok, ii desu ne. Hai. Nào bây giờ dịch cho cô nào. Đây không phải dầu ăn, đây là giấm. Ừ, câu này là dịch sẵn mất rồi nè. Đây không phải là dầu ăn, đây là giấm. Nào, các em đọc cho cô. Kore wa ura ja arimasen. Kore wa ura ja arimasen. Kore wa su desu. Kore wa su desu. Kore wa su desu. Kore wa su desu. Rồi. Nguyên có phải là kỹ sư không? Nào, câu hỏi này chúng như thế nào? Nguyên sàng qua. Sàng qua. Engineer desu ka? Engineer desu ka? Rồi, ok. Anh Nguyên không phải là kỹ sư, anh Nguyên là giáo viên. Nói thế nào, Nguyên sàng? Nguyên sàng, Nguyên sàng. Nguyên sàng qua engineer sarimasen. Nguyên sàng qua kiyoshi desu. Kiyoshi desu, sensei desu. So desu ne. Nguyên sàng. Nhớ nhá bạn Nguyên nhá, tên của bạn phía đâm nó sẽ thành như này này. Nguyên san wa engineer desu ka? Nguyên san wa nihonjin ja arimasen. Nguyên san wa kyoushi desu. Ii desu ne. Đấy. Theo cô ấy là người Brazil à? Nó thế nào Dương Sáng? Kano zo wa Brazilujin desu ka? Kano zo wa Brazilujin desu ka? Không phải, cô ấy là người Pháp. Nói thế nào, Bình Sáng? Ie, Kanozo wa nước Pháp là gì các bạn? France. Vậy người Pháp sẽ là? France. Ok, rồi. Các bạn đọc cho cô nào. Kanozo wa Brazilujin desu ka? Kanazo wa Brazilujin desu ka? Ie, Francujin desu. Ie. Francujin desu. Francujin desu. Ie desu ne. Hai, rồi. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng ta nhắc lại nhé. Hôm nay chúng ta mục tiêu bài học của chúng ta là nói được cái gì nhỉ? Tính danh từ. Nhận sự vật, sự việc. Nói được câu xác nhận có phải cái gì đó hay không, đúng không? Và câu ngày hôm nay chúng ta học là câu chủ đề chúng ta là gì? Kore wa mizu desu ka, đúng không? Có phải đây có phải là nước không? Đấy chính là cái mục tiêu bài học này, chúng ta là nói được có phải là hay không. Nào, bây giờ các bạn hỏi cô là cô có phải là cô giáo không, hỏi thế nào? Kore wa sensei desu ka? Kore wa sensei desu ka? Không đúng. Ok, rồi. Kore chỉ dùng cho đồ vật nhé, không dùng cho người. Yeah. Ví dụ như là em gặp cô ở đâu đó, em bảo à chị Tình ơi, chị có phải là cô giáo không? Phải hỏi là Tình san wa sensei desu ka? Ok, rồi nhá. Có phải là gì đó không? Như là cô luôn nói lúc nãy là ví dụ trong một cuộc gặp nào đó mà em thấy một người nào đó quen quen, đúng không? Em sẽ thấy là à trông bạn này quen quen này, có vẻ như người Việt Nam đó. Ví dụ như là chúng ta có rất nhiều thứ để có phỏng đoán này, ví dụ như là phong cách ăn mặc này đó, hoặc là hành vi cư xử này đấy, ví dụ người Việt Nam này nọ thế kia này khác này đấy. Ví dụ như là cô đi vào một đám đông, có một lần cô đi vào một đám đông là ở một cái chùa rất là lớn ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Thì hôm đấy trời hơi nắng, mùa đông nhưng rất là nắng. Thế và có rất là nhiều người Nhật là nhiều nhất, nhưng mà cũng có khách nước ngoài. Thế nhưng mà cô sẽ thấy một số người đeo kính đen chẳng hạn. Cô sẽ đoán là đó là người Việt Nam, bởi vì người Nhật cũng không hay có thói quen đeo kính đen lắm. Và cô cá cược với mấy người Nhật là tôi đoán kia là người Việt Nam, chạy hỏi chị có phải người Việt Nam không? Đó. Thì có lúc là đúng, có lúc là sai. Vậy nhưng trong việc đó chúng ta hỏi nào? Chị có phải người Việt Nam không? Hỏi thế nào? Qua
Không dùng kore, kore dành cho đồ vật nhá. À, bình thường là các bạn học đại từ nhân xưng là ngôi thứ hai số ít là dùng từ anata đúng không? Anata bao nhiêu không gìn để cả, nhưng mà các bạn nhớ là từ anata lại không được sử dụng rộng rãi bởi vì cái từ đấy hơi mất lịch sự. Nó là thân mật, nó dùng cho vợ gọi chồng hoặc là người yêu gọi nhau hoặc bạn bè thân thiết gọi nhau. Và cô nói rằng là người Việt chúng ta nếu như mà không có đại từ nhân xưng thì thành mất lịch sự, nhưng người Nhật không thế đúng không ạ? Sumimasen, nihonjin desu ka? Sumimasen, vietnamjin desu ka? Ii desu ne. Hai. Ok, có phải là cái gì đó không? Lúc nãy cô hỏi các bạn là cái này có phải là kính không, hỏi nào nhỉ? Megane. 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 Megane desu. Ví dụ nó ở gần cô hỏi là kore wa megane desu ka? Đúng không? Đó. Bài hôm nay của chúng ta là chỉ nói được câu xác nhận có phải là hay không ạ? Kore wa megane desu ka? Nếu đúng thì trả lời nào? Hay. Hay. So desu. Hay. So desu. Hay. Megane desu. Không đúng thì? Ie. Ie. Megane. Megane. Ja. Arimasen. Arimasen. So desu ne. Ie. Megane ja. Arimasen. Ne. はい、いいですね。ウィンさんは会社員ですか？ウィンさんは会社員ですか？ウィンじゃない、ウィンじゃない。うん、ウィンじゃない。会社員です。đúng không? Em có phải là 会社員không? はい。はい、会社員です。いいですね。はい。ビンさんは実習生ですか？はい。実習生です。Dịch sư đấy. Dương sàng mộ dịch sư xê đấy. Các bạn học trợ từ mộ chưa? Là gì? Cũng. Ủa? Rồi. Dương sàng mộ dịch sư xê đấy. Hay. 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 So đấy. Hay. So đấy. Đúng rồi. Hay. So đấy. Hoặc là hay. Watashi mộ. Cũng đúng không? Khi mà chúng ta vẫn lặp lại thì lại vẫn sử dụng trợ từ mô. Nhưng nếu không lặp lại thì dùng trợ từ gì? Quá. Quá. Đúng không? Ví dụ cô nói là bạn Bình là thực tập sinh, bạn Bình nói vâng. Cô hỏi là thế bạn Dương cũng là thực tập sinh à? Nếu đúng thì bạn Dương nói vâng, em cũng là thực tập sinh. Hai, watashi mo jikshi se desu. Nhưng nếu như không phải là gì? Ie, watashi wa jikshi se dewa arimasen. Jikshi se ja arimasen. Ok, rồi các em nhớ chưa? Vậy hôm nay đã nói được câu xác nhận có phải cái gì đó hay không chưa? Không. Ừ, nè, hay. Đấy, như chúng ta hỏi là bạn Nguyên có phải là nhân viên công ty không? Nguyên sả mà kai sa in desu ka? Rồi, bạn Bình có phải thực tập sinh không? Bình sả mà jishi se desu ka? Bạn Dương có phải người Việt Nam không? Hỏi thế nào? Ừ, Dương sả qua. Vietnamjin desu ka? Vietnamjin desu ka? So desu ne. Hai. Nè, có câu hỏi gì không? Cô, nếu như mà mình muốn hỏi một người thứ ba mà mình không biết tên á, mình muốn hỏi một cách lịch sự, mình hỏi giống như là em hỏi ví dụ em là kia là người nước nào hay là gì đó. À rồi, ok. Ừ, có. Kanojo. Kanojo. Đúng không? Chúng ta học kanojo là từ dễ nhất, chúng ta vừa mới học xong đó. Kanojo là gì? Cô ấy. Em dùng tay này, chúng ta dùng điệu bộ cử chỉ trong giao tiếp, dùng tay chỉ vào phía kia này. Đừng dùng ngón tay, dùng cả bàn tay đi. Kanojo ạ. Đúng không? Kanojo ạ. Thực ra có một số từ là ano hito, ano kata. Đó, thì các em học chắc bài 2, bài 3 trong Minna cũng học đó. Kanojo là dễ nhất. Cô ấy, bà ấy, chị ấy. Rồi, ok. Còn có hỏi nào nữa không? Nguyên có hỏi gì không? Dạ không. Nguyên ngày nào cũng đi làm về muộn à? Dạ 18 giờ em về rồi. Tại nãy giờ em bận việc. Ok. Vậy nếu mà tuần sau chúng ta học vẫn học vào 19 giờ thì em cố gắng vào sớm nhé. Rồi, Dương có hỏi gì không? Dạ không ạ. Rồi, ok. Vậy chúng ta dừng bài học ở đây nhá. Rồi, bây giờ chào nhau thế nào nhờ, nhớ không? Sayonara. Sayonara, đúng rồi, sayonara. Đúng là tạm biệt là sayonara. Nhưng mà thực ra nó cũng hơi cứng nhắc một chút. Ví dụ như là chúng ta, như người Việt chúng ta trong cuộc sống thì chẳng mấy khi nói tạm biệt đúng không? Sẽ hay nói là về nhá. Ví dụ bạn bè là về nhá, mai gặp lại nhá, bye bye nhá, đúng không? Người Nhật có sayonara nhưng mà cũng có lúc dùng nhưng mà không hay dùng lắm thì mata.
Chào mata ne. Rồi. Chào mata ne là chào bạn bè đúng không? Với cô giáo là arigato gozaimashita. Hai. Arigato gozaimashita. Hai, chào mẹ san ne. Mata aimashou ne. Bye bye.